Ngày 19 tháng 10, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa tóm giữ các đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh đánh cắp hành khách đi xe buýt do Quách Chinh Nhân thường gọi là Siêu Nhân, 1972, ngụ thôn Bà Điểm, huyện Hóc Môn, tóm đầu. Hiện công an đang truy tóm thêm các đối tượng còn lại trong băng nhóm này. Ngoài Nhân, công an tóm giữ thêm 4 đối tượng khác là Bùi Văn Dinh thường gọi là Râu Anh, 1987, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Dương Thị Sen thường gọi là Gái Giọng, 1965, ngụ quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Đỗ Thị Hạnh 1942, ngụ thành phố Hải Phòng và Trần Văn Điệp 1983, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Điệp bị tóm vì hành vi tiêu thụ tài sản do người khác tội tình mà có. Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Theo đó, giữa tháng 9 năm 2019, mạng thôn hội và báo chí đăng tải, phản ánh về việc một băng nhóm chuyên dàn cảnh đánh cắp hành khách đi xe buýt ở khu vực Suối Tiên. Tiếp nhận những thông tin này, công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra xác định băng nhóm này do Nhân tóm đầu. Qua truy xét, công an đã tóm giữ Nhân cùng nhóm đồng bọn. Bước đầu, nhóm khai nhận dàn cảnh đánh cắp hành khách từ nhiều tháng nay tại khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên. Nhân phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Khi thực hiện hành vi nếu nạn nhân phát hiện thì sẽ có một số thành viên cản địa để đồng bọn tẩu thoát. Nếu nạn nhân chống trả nhóm tấn công rồi tẩu thoát, nhiều người vào bệnh các nạn nhân cũng bị nhóm hành hung. Sau khi thực hiện thắng lợi nhóm sẽ đưa các tài sản lấy được cho Hạnh là người bán nước vào ở khu vực nhà chờ xe buýt gần đó giữ. Tài sản sau đó được mang bán nhóm chia nhau. Hiện công an đang truy tóm các đối tượng còn lại trong băng nhóm do Nhân tóm đầu. Công an đề nghị ai từng là nạn nhân của nhóm này tới công an để khai báo đáp ứng việc điều tra.